Xin chào các bạn, cái video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái cách để cài phần mềm KineMaster ở trong điện thoại nhé các bạn nhé. Và bạn nếu như bạn sử dụng điện thoại Android thì bạn hãy vào Google Play, còn nếu như bạn sử dụng iPhone thì vào App Store để chúng ta tìm ra phần mềm nhé. Đây, chúng ta sẽ vào đánh chữ KineMaster rồi chúng ta tìm kiếm, thì đây chính là phần mềm của chúng ta. Đây chúng ta sẽ cài đặt này. Chờ một tí là nó cài xong ngay các bạn ạ. Chúng ta gần như là cài xong rồi, hơn 60 MB cho như là chúng ta đã cài đặt xong rồi, chỉ đợi một xíu nữa thôi là nó sẽ khởi động cái màn hình của chúng ta. Nhấn vào nút mở các bạn nhé, để chúng ta có thể mở cái giao diện lên, và hãy nhấn vào nút OK đi, cho phép tất cả các thiết bị truy cập vào. Đây là lời chào của phần mềm các bạn ạ, nó giới thiệu về phần mềm này đó. Thì ấn vào bắt đầu là chúng ta đã có giao diện của nó rồi. Thì đây là nút nhấn vào cái bản Pro, nó giới thiệu bản Pro, tức là bản phải trả phí. KineMaster có hai bản, một bản miễn phí, một bản trả phí. Bản trả phí thì nó có nhiều những cái hiệu ứng hơn thôi, chứ còn về cơ bản là vẫn như nhau. Nhưng nếu bạn có điều kiện, bạn nên sử dụng bản trả phí. Mình thấy cái phần mềm KineMaster này là một trong những phần mềm làm video tốt nhất trên điện thoại hiện nay. Đó, bản trả phí là 91.000 một tháng và 539.000 đồng một năm, thì tiết kiệm được 51%. Thì nó sẽ không có logo này, không có quảng cáo này, tài sản hiệu ứng cao cấp không hạn chế, có nghĩa là những cái hiệu ứng là rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ thử vào xem một tí thôi để xem nó như thế nào, bằng cách là chúng ta nhấn vào tạo mới. Các bạn nhìn này, cái dự án này có rất là nhiều tỷ lệ màn hình được hiển thị ra để cho bạn lựa chọn. Bạn có thể làm trên YouTube này, ngang và dọc này, rồi Instagram này, rồi tỷ lệ, các cái tỷ lệ đó. Thì khi nhấn vào đây chính là cái màn hình giao diện chính khi mà chúng ta khởi động. Thì mình nói lại một chút là nếu như các bạn mà làm việc với cả cái phần mềm này lâu dài thì bạn nên mua cái gói sản phẩm, bởi vì sau khi bạn mua xong bản quyền thì bạn có thể tải rất nhiều những cái hiệu ứng, rất nhiều âm thanh, rồi là chuyển cảnh, rồi phải nói là các bạn sẽ được khám phá ở những cái video sau. Video này thì nói qua để cho các bạn hình dung thôi. Và để mà mua nó thì cũng rất là dễ các bạn ạ. Các bạn có nhiều phương thức để chúng ta thanh toán. Chúng ta có thể sử dụng Momo để thanh toán. Chúng ta nhấn vào đăng ký ngay nhé. Chọn lấy một cái gói mà bạn muốn này, bạn nhấn vào thì nó sẽ ra. Thì trước đây mình đăng ký bằng cái số điện thoại của mình rồi, còn các bạn có thể nhấn vào và đây là các cái phương thức thanh toán thêm, là gồm có thẻ tín dụng này, của Vinaphone này, của Momo. Nhưng mà mình nghĩ rằng các bạn sử dụng Momo là tiện lợi nhất các bạn nhé. Nói chung là việc thanh toán cho cái phần mềm này cũng rất là đơn giản, các bạn nên sử dụng Momo để thanh toán. Và video ngắn này mình xin được kết thúc đây, chúng ta sẽ cùng khám phá cái phần mềm ở video tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, bye bye.